biết nói rằng là cuốn cuộn đấy, thì từ người miền Bắc thì mình thấy là có những cái cuốn như cuốn hành hay là cuốn diếp, nhưng mà phải nói rằng là từ miền Trung và trở vào đó thì cái ảnh hưởng của người Chăm đó thì chúng ta thấy xuất hiện những bánh tráng, mà bánh tráng đó thì như thế đó người ta có thể ta cuốn cuộn, trong đó như là cái cuốn cuộn tôm thịt chẳng hạn nhé, mà rất là nổi tiếng đấy, hay là cuốn thành chả giò Sài Gòn ta gọi đó, mà miền Bắc thì nói là nem rán, thực ra là đó là xuất phát từ và như vậy thì cái bánh tráng được sử dụng rất là hay. Mà ở Nam Bộ như thế đó thì người ta dùng bột gạo, chứ không phải là những cái nơi khác như là chả giò ta dùng cái bột mì, và do đó thì cái nó rất là giòn, rất là tốt, người ta đâu đâu người ta rất thích. Và dĩ nhiên là bánh tráng có những cái loại mà bánh tráng để mà cuốn cuộn có thể là sống, và có thể là cái loại mà để mà làm chả giò thì nó lại khác nhau. Tôi cũng đã từng đến Phù Hà Đông rồi đấy, tôi xin viên thích nghiên cứu mà thì đấy là một nơi mà tôi thấy là có cái truyền thống là làm bánh tráng rất là tốt. Thì như thế nào, thì chúng ta đã biết rằng là có nhiều nơi làm bánh tráng, nhưng mà Phú Bảo Đông đó là cái chất lượng của bánh tráng, cái sử dụng bánh tráng nó ngon. Thứ nhất là khi mà là làm chả giò chẳng hạn đó thì nó giòn, ngon nữa. Thì thực ra là tôi nghĩ rằng là nơi cái làng nghề của Phú Quảng Đông đó nó nếu mà tiếp tục được như thế là phát triển và phát triển, nó là những món ăn ngon của chúng ta đó, như tôi vừa nói đó, mà nơi mọi người thích rồi đó thì dĩ nhiên sẽ sử dụng rất nhiều. Dạ, thầy nói hay quá. Thì em lên đây chụp hình làm kỷ niệm với thầy nhé thầy.